trước các bạn. Đang đi giữa đường ấy. Bắn con kiếm sắt khí cả. Chết. Vớt xuống nước này các bạn. Đây. Sát khí của One Hit chạc vát các bạn. Thế nó lên. Một viên một. Chết ngay tức khắc. Một bì bì các bạn. Trúng đạn này các bạn. Trúng đạn nó bay trong đây này. Mẹ nó trúng đạn nó trong đây đâu rồi. Đây các bạn, sau 5 phút tìm kiếm thì cũng tìm thấy nó. Rớt cái ảo, các bạn nhìn thấy rớt cái ảo một cái không? Mà không thấy nó rớt xuống, cuối cùng nó rớt xuống ao các bạn. Ai mà thấy, tưởng nó to lắm nhé, con bìm bìm cóc. Còn hết chạc vát các bạn. Đã có em bìm bìm đầu tiên, sau em cu gáy. À, sau em cu vằn chứ. Được quá, bìm bìm các bạn. Ok, tiếp tục anh chị. Sáo nó khôn thật đấy nhỉ. Rớt xuống kia rồi các bạn. Chạy bộ rồi. Một con bìm bìm ở bên kia các bạn. Giữa đám cỏ.
nó bị trúng đạn rồi các bạn. Một con nữa, quay sang với nó. Nó phải đổ chứ. Quay lại kiếm con này, bắn con này trước. Thấy nó rớt xuống đây rồi, còn con kia nó bay sang đó. Chạy này mà không thấy đâu. Nó xuống đây này các bạn. Đây, kéo lại. Bắn một phát nó bay từ bên kia qua đây. Mình thấy nó xụy xuống rồi. Mình không biết nó đâu. Đây 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 rồi các bạn. Đây rồi. Đây. Nó đây các bạn. Ôi mình bịp. Đây các bạn. Quay từ bên kia qua đây cái nè. Chạy lại tới đây là rụng. Bịp bịp các bạn. Như vậy là con ít đã có 2 em bị bịp. Con hết chẳng vác có 2 em bị bịp các bạn. Ok, thì sau khi mà mình hạ được 2 con bìm bịp và 1 con cu thì cây one hit chạc vát của mình đứt dây rồi. Bây giờ lấy cây V1 ra bắn. Cây này may mà mang cây này đi sơ cua chứ không giờ là phải về. Đứt dây mất tiêu rồi các bạn. Giờ nó cây này ra bắn. Bởi vì là cây này á, mình gài dây là dây nó cắt 17, mình cắt 17 cm. Còn cây V1 này nó vặn ốc này, nên dây mình cắt có 15 cm à. Thế mà gắn cái 15 vô đây á là nó còn lại khoảng 12, 13 nữa. Là nó ngắn lắm, kéo không tay má được, không ngắm được. Kiểu ngắm rồi mình ngắm tay má như này này. Rồi ok, lấy cái này ra bắn các bạn. Vẫn còn sớm mà. Chơi núp nữa đây về. Cắt cái này đi. Ok. Tiếp tục hành trình các bạn. Tìm nó đâu hết rồi các bạn. Chơi tròn nơi các bạn. Bật cái loa lên. Bật cái loa dụ lên các bạn. Dụ cho chảo. Ông anh ông mới cho mượn cái loa bẫy cho chảo qua. Cái âm thanh bẫy cho chảo của ông ấy. Để xem có con nào tới không. Thường là nó bay tới. Bẫy thì khó dính như bắn này. Dễ. Con chào chào các bạn. Rớt.
đất kìa. Cột cái con sáo rớt. Một con. Đây các bạn. Còn một em sáo. Không cho chảo các bạn. Đây. Rớt xuống. Đây các bạn. Có con trâu chảo bên này nè các bạn. Rớt xuống. Đây các bạn. Trên kia con chào chào các bạn. Rớt một con. Đây các bạn.